Nozaki là một nữ sinh hiền lành và ít nói. Bất đắc dĩ cô phải rời Tokyo để chuyển đến một thị trấn hoang tàn và lạnh lẽo, nơi cả gia đình cô bị ngọn lửa thiêu rụi từ một trò đùa ác ý của nhóm bạn học cùng lớp và biến cô trở thành một con người vô cùng tàn nhẫn. Khi mới chuyển đến ngôi trường mới, người bạn đầu tiên mà Nozaki kết thân là Teiko, một cô gái có tầm ảnh hưởng lớn trong trường. Nhưng sự xuất hiện của một hot boy tên là Mishra đã làm tan vỡ tình bạn đẹp giữa hai người. Tức giận vì bị người bạn thân nhất bỏ rơi, Teiko căm ghét Nozaki và bắt đầu hành hạ cô ấy bằng những trò tàn độc nhất. Một hôm, Nozaki mở tủ đựng đồ của mình thì thấy đôi giày đã biến mất. Khi cô ấy trở về nhà thì bị bắt nạt bởi nhóm bạn của Teiko. Họ ném đôi giày của Nozaki xuống một cái hố đầy bùn. Cô lẳng lặng đi tìm lại đôi giày nhưng bất ngờ vấp ngã xuống vũng bùn khiến nhóm bạn càng thêm phấn khích. Nozaki âm thầm nhặt chiếc giày của mình lên, nhưng nhóm bạn vẫn chưa dừng lại ở đó. Họ tiếp tục ném cặp sách của Nozaki xuống hố và nói rằng đó là cái kết cho cô khi dám đến gần Mishra. Sau khi đợi những kẻ bắt nạt rời đi, Nozaki lê những bước chân nặng nhọc trở về nhà. Em gái của Nozaki là Suke bật khóc khi vừa nhìn thấy tình trạng khốn khổ của cô ấy. Bố mẹ của cô cũng không cầm được nước mắt khi đoán được những gì con gái đã trải qua. Ngày hôm sau, bố của Nozaki đến trường gặp cô Minami để phản ánh về việc con gái bị bắt nạt. Nhưng cô Minami cố tình bao che cho đám học sinh đó và đề nghị bố con Nozaki không nên làm lớn chuyện. Một lúc sau, Nozaki trở lại lớp học thì thấy ba cô gái đang khắc chữ lên bàn học của cô ấy. Họ còn ném mùn cưa vào mặt Nozaki và cô ấy chỉ biết cắn răng chịu đựng. Trong khi đó, bố của Nozaki đang ra về thì bị một học sinh tên là Kuga đạp mạnh khiến ông ấy ngã xuống cầu thang. Lúc này, cô Minami đang dạy trên bục giảng, nhưng ai đó đã bỏ con quạ chết vào ngăn bàn của Nozaki. Đám học trò láo cá cười cợt gọi tên cô giáo. Nhưng cô Minami giả vờ không nghe thấy, chỉ duy nhất có một mình Mishra lên tiếng, trong khi các nữ sinh vẫn không ngừng cười khúc khích. Cô Minami cố tình lờ đi cho đến khi có ai đó ném con quạ lên bảng khiến cô ấy buồn nôn. Tối hôm đó, Nozaki trở về nhà và rất ngạc nhiên khi thấy bố cô ấy bị thương. Ông ấy khuyên Nozaki nên ở nhà tự học để không bị bắt nạt, bởi dù sao cũng chỉ còn 2 tháng nữa là Nozaki tốt nghiệp. 3 ngày sau, nhóm nữ sinh ở trường bắt đầu bàn tán về việc Nozaki không đến trường. Họ quyết định sai một nữ sinh nhút nhát tên là Rumi đến nhà thuyết phục Nozaki đi học trở lại. Nếu không làm được điều họ yêu cầu, Rumi sẽ là mục tiêu tiếp theo của những kẻ bắt nạt. Rumi đến nhà và thuyết phục Nozaki, nhưng Nozaki nói rằng cô sẽ không đi học nữa. Rumi sợ hãi cầu xin Nozaki hãy đến trường, bởi nếu không cô ấy sẽ gặp rắc rối. Quả nhiên ngày hôm sau, Rumi bị họ nhốt trong một chiếc tủ, sau đó cả nhóm bắt đầu tra tấn cô ấy. Lúc này nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của Nozaki. Hai chị em cô ấy đang đi chơi thì tình cờ gặp lại Mishra. Họ trò chuyện hồi lâu trước khi Mishra chụp ảnh hai chị em theo yêu cầu của Uke. Trong khi đó ở trường, Teiko đang trừng phạt Rumi bằng cách cắt nham nhở mái tóc của cô ấy. Sau đó họ hỏi Rumi có ghét Nozaki không. Cô ấy ngập ngừng rồi trả lời rằng cô muốn giết Nozaki. Ngày hôm sau, Mishra đứng chờ Nozaki ở bên ngoài. Nozaki chào tạm biệt cô em bé bỏng của mình trước khi rời đi cùng Mishra. Họ đi đến bên một cây cầu, nơi Mishra bày tỏ tình cảm của mình với Nozaki. Hai người dành cả ngày bên nhau và họ trở về nhà khi trời đã tối. Trên đường về, họ gặp những kẻ bắt nạt đi ngang qua. Từ xa, cô nhìn thấy ngôi nhà của mình đang bốc cháy. Nozaki cố gắng chạy thật nhanh về nhà, nhưng ngôi nhà đã trở thành biển lửa. Cô hốt hoảng chạy vào bên trong nhưng Mishra và mọi người đã kịp thời ngăn lại. Nozaki gào khóc trong tuyệt vọng vì biết rằng cô đã mất đi tất cả. Mishra liều mình chạy vào bên trong và đưa được Suke ra ngoài. Rất may cô bé vẫn còn thở, trong khi Nozaki vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Bố mẹ của Nozaki đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Cô chỉ còn người thân duy nhất là đứa em đang nằm nguy kịch trên giường bệnh. Vài ngày sau ở trường, hai cô gái trẻ bắt đầu sợ hãi vì nghĩ rằng họ đã thực sự giết người. Nhưng một vài người trong số đó dường như không hối hận về việc đã thiêu rụi cả gia đình Nozaki. Rumi hào hứng kể về chuyện tối hôm nọ cho Teiko, nhưng Teiko lạnh lùng dùng bút đâm vào tay cô ấy. Trong khi cô giáo Minami một lần nữa cố tình lờ đi những gì Teiko gây ra cho Rumi. Ngày hôm sau, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nozaki đi học. Mishra khuyên Nozaki không nên tự ép mình đến trường. Anh ấy bày tỏ rất muốn làm một việc gì đó cho Nozaki và vô cùng lo lắng cho cô ấy. Khi Nozaki đi đến chỗ hai cô gái và hỏi điều gì đó, cả hai vội vã chạy ra ngoài như để lẩn tránh Nozaki. Trên đường đi học về, các cô gái đi ngang qua một cái hố, nơi Nozaki từng bị bắt nạt trước đó. Nữ sinh tên là Tachibana nói Nozaki hãy tự kết liễu số phận của mình. Sau đó đâm cô ấy bằng một chiếc ghim khiến cô rơi xuống hố. Cả ba cùng uy hiếp Nozaki. Tachibana tuyên bố rằng chính họ là người đã phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình Nozaki chết thảm. Cô ta đay nghiến và cố gắng tấn công Nozaki.
nhưng đã bị Nozaki đánh trả bằng một chiếc đinh, sau đó dùng gậy đập Tachibana bằng tất cả sự căm phẫn của mình cho đến khi cô ta ngừng thở. Chưa dừng lại ở đó, Noraki từ từ tiến đến chỗ hai cô gái. Họ vô cùng sợ hãi và không ngừng xin lỗi Noraki, nhưng cô ấy không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Noraki lạnh lùng ra tay một cách tàn nhẫn để trả thù cho cha mẹ của mình. Ngày hôm sau, thông tin về vụ mất tích của ba cô gái được lan truyền. Điều đó khiến một nam sinh tên là Kugo lo lắng. Khi nhìn thấy sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát, Kugo đã không giấu nổi sự sợ hãi của mình. Anh ta lập tức bỏ về giữa chừng. Trên đường về, Kugo gặp Noraki. Ngay lập tức anh ta đẩy ngã cô ấy, nhưng không ngờ đã bị Noraki đâm trúng bụng và liên tiếp nhận những nhát dao đầy căm phẫn. Kugo sợ hãi cố gắng thoát khỏi đó. Trong khi Noraki từ từ bước tới quyết dồn Kugo đến đường cùng, anh ta lảo đảo ngã xuống vực và bị thương rất nặng. Noraki lạnh lùng rời đi để lại một mình Kugo bị chôn vùi trong tuyết. Sáng sớm hôm đó, Misura đến nhà Noraki. Ông nội của cô ấy nói rằng sau khi Noraki tốt nghiệp, ông sẽ đưa hai chị em cô ấy trở về Tokyo, đồng thời nhờ Misura chăm sóc và bảo vệ cô ấy trong thời gian tới. Ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày hơn, Rumi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của một người bạn cùng lớp. Anh ta thông báo rằng Kugo và ba cô gái đã chết và khẳng định Noraki đã giết bọn họ, đồng thời cảnh báo Rumi sẽ là mục tiêu kế tiếp và họ sẽ ra tay trước khi Noraki tìm đến. Quả nhiên hai nam sinh đã theo dõi Noraki từ sáng sớm. Khi cô ấy ở một mình trong rừng tuyết, họ quyết định nhắm bắn Noraki. Hai người đánh giá thấp khả năng của Noraki và chia nhau ra để đi săn cô ấy. Tên béo vừa nhìn thấy Noraki đã lập tức lao đến vật ngã cô ấy. Tuy nhiên hắn đã không giết Noraki. Tên béo từ từ cúi xuống định hôn Noraki nhưng không thành. Hắn nổi điên dí súng uy hiếp cô ấy, nhưng bất ngờ bị cô dùng kìm cắt đứt mũi khiến hắn hét lên trong đau đớn. Tên còn lại cố gắng ngắm bắn Noraki từ xa, nhưng mũi tên lại găm trúng đầu tên béo, kết thúc số phận ngắn ngủi của hắn. Trong nháy mắt, Noraki ập đến đâm một nhát chí mạng vào bụng tên còn lại giúp hắn đoàn tụ với những kẻ bắt nạt khác. Trong khi đó, bố mẹ của những học sinh ngỗ ngược đang đến gặp cô Minami để hỏi về việc con họ mất tích. Tuy nhiên, cô ấy im lặng hồi lâu rồi nở một nụ cười khó hiểu khiến phụ huynh bức xúc tấn công cô ấy. Ngày hôm sau, Misura đến thăm Noraki và cả hai cùng đi dạo dưới cái lạnh thấu xương. Họ đến bên một cây cầu để ngắm nhìn thị trấn phủ đầy tuyết. Misura thổ lộ tình cảm của mình với Noraki. Sự chân tình của anh khiến Noraki bật khóc. Misura ôm chặt Noraki vào lòng và hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi căng mọng của Noraki. Sau khi trở về nhà, Misura kể với bà về dự định sẽ theo học ở Tokyo để có cơ hội sống cùng Noraki, bởi anh cho rằng cô ấy không còn ai khác ngoài anh. Tối hôm đó, Rumi một mình đến bên chiếc hố nơi Noraki bị bắt nạt. Cô đi xuống bên dưới và vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy những người bạn của mình nằm đó. Rumi vội vàng gọi điện để thông báo cho Teiko, nhưng Teiko không trả lời điện thoại của cô ấy. Sáng hôm sau, Teiko tiếp tục nhận được cuộc gọi của Rumi. Cô ấy vô cùng lo lắng vì cho rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, đồng thời cảnh báo Teiko cũng sẽ là mục tiêu của Noraki. Hóa ra chính Rumi là người xách can sang đến nhà Noraki. Teiko không có hứng thú tham gia vụ đó, tuy nhiên những người còn lại đã kích động và cổ suý Rumi. Ngày hôm sau, Teiko đến nhà tìm Noraki. Teiko gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Trên đường về, Teiko tình cờ nhìn thấy Noraki nên đã chủ động đến gặp cô ấy. Thì ra Teiko căm ghét Noraki không phải vì ghen tuông với cô ấy, mà bởi cô cảm thấy tổn thương khi bị người bạn thân nhất bỏ rơi. Hai người đều tỏ ra nuối tiếc vì tất cả những gì đã xảy ra. Teiko cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Cô quỳ xuống cầu xin Noraki tha thứ trước khi hai người chia tay nhau. Trên đường trở về nhà, Teiko bất ngờ bị Rumi tấn công. Rumi cười điên dại khi lần đầu tiên nhìn thấy Teiko hét lên trong đau đớn. Cô ta lao vào đâm liên tiếp vào tay Teiko, sau đó vung nhát dao oan nghiệt kết thúc cuộc đời của người mà bấy lâu nay cô ta phục tùng. Tối hôm đó, Misura gọi điện cho Noraki để nói với cô ấy rằng anh muốn tới Tokyo học để sống cùng Noraki. Nhưng cô ấy đã từ chối Misura bởi Noraki còn nhiều dự định khác nữa. Sự khước từ của Noraki khiến Misura vô cùng tức giận. Sau khi đập điện thoại, Misura đi đến chỗ bà nội của mình. Anh ta vô cùng bình thản trước sự rên rỉ của bà nội. Hóa ra Misura đã cố tình giết chết bà để có thể tự do sống cùng Noraki, và trước đó Misura cũng chính là hung thủ ra tay giết chết bố mẹ ruột của mình. Lúc này bố mẹ của những đứa trẻ mất tích vẫn đang tập trung ở trường. Họ rất bức xúc khi học sinh mất tích nhưng cô Minami vẫn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Mọi người bắt đầu xúc phạm Minami khiến cô ấy không kìm chế được cơn giận dữ của mình. Minami khóc nức nở lao ra ngoài và ngã xuống đúng lúc chiếc xe phá băng đi tới nghiền nát cô ấy. Trong khi đó, Rumi đã tìm tới bệnh viện, nơi em gái của Noraki đang điều trị ở đó. Rumi chưa kịp làm gì thì Noraki xuất hiện. Ngay lập tức Noraki lao vào bóp cổ Rumi.
cô ấy đã cố gắng chống trả và đạp ngã Nozaki trước khi chạy ra khỏi phòng bệnh. Một lúc sau Misura đến tìm Nozaki, hai người chưa kịp trò chuyện thì một y tá hốt hoảng chạy đến thông báo rằng ông nội của Nozaki đang bị thương rất nặng. Nozaki cảm thấy có gì đó không đúng nên đã đuổi theo Misura để kiểm tra bàn tay của anh ấy. Nghi ngờ của Nozaki trở thành hiện thực khi cô thấy bàn tay của Misura đầy máu. Anh ta quanh co giải thích hồi lâu trước khi Rumi xuất hiện. Rumi kể lại cho Nozaki biết toàn bộ câu chuyện xảy ra. Cô ta tường thuật lại cách đã tiễn bố mẹ của Nozaki sang thế giới bên kia như thế nào. Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng đó, Nozaki lao về phía Rumi nhưng bị cô ấy đâm trúng bụng. Ngay lập tức Misura xông vào tấn công Rumi một cách dã man. Sau khi chiếc cặp của Misura văng ra, Nozaki nhặt được bức ảnh bố và em gái của cô trong ngày gặp nạn. Thì ra Misura là người đã chụp bức ảnh trước khi cứu em gái của Nozaki. Không thể chịu đựng được điều đó, Nozaki lao vào tấn công Misura nhưng đã bị anh ta đánh một cách không thương tiếc. Sau đó lấy máy ảnh của mình để chụp lại khuôn mặt của Nozaki. Misura đưa ra đề nghị với Nozaki rằng nếu Nozaki đồng ý sống cùng Misura, anh ta sẽ đưa cô đến bệnh viện để chữa trị. Sau đó tiếp tục chụp ảnh Nozaki. Nhưng Nozaki đã nhặt được chiếc nỏ gần đó và bắn xuyên qua máy ảnh ghim trúng mắt Misura. Sau khi giết chết Misura, Nozaki cố gắng lết những bước chân nặng nhọc trở về nhà. Nhưng do bị thương quá nặng, Nozaki không thể tiếp tục bước đi. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.